đào ngầm đâu ở đây nữa. Cái này là anh ba anh gửi lên quá trời luôn, em luộc thơ cái anh làm gỏi. Hello. Sao con nó sợ con nó nghe con gian gian nữa có sợ. Xu đâu? Cái con này hồi đó ở dưới sóng mình bỏ bãi ra trời, bỏ bãi đi. Thấy con này đâu có gì đâu. Hết nó mới nhiều. Này nhỏ đâu? Bắt ở trên ăn về, giờ là ăn giang mang về á. Dạ, con khác. Con này á thì có, ở dưới đây con này nhiều. Hồi đó. Thì xong cái công nó tải qua, bắt đầu nó đóng, nó đám, nó rất dễ. Cái gì cơ? Nhận mấy ngày, tập con. Không ăn nữa. Sao ơi ổi rồi. Quên không lấy thuốc. Không không ăn. 4 mét à, 4 mét kìa, tôi đi lên á. Nhiều cái đủ bả. Trọng này hay gì? Này không ăn được. Nước nước làm đổ à, nước đổ tay lặn ở ngoài á, nấu hút mấy con này nè. Còn ở trong á mấy con này. Ốc gạo này. Bên đó thì ốc gạo một bên này nó không có trình. Bên này có ốc gạo, bên đó có ốc gạo. Sao có ốc gạo hả? Hai bé, mà không bé có ốc bé không. Bên này vậy thôi nha, bắp gạo quá. Bắp gạo ngon nha. Bắp gạo có nè. Cũng ngon nha. Can là nhẹ mà. Thôi. Ở đây mà lên để ở trại nó muốn tụi mình nhỏ về đây cho nhỏ nó thoải mái một chút. Lên đây luôn. Lên đây có cái nè. Thế kỷ 21 rồi, không phải thế kỷ 19 nữa. Mày kệ đi. Mình không nói lên đây coi. Tội nghiệp nhỏ không, chẳng không có uống. Nhà lên Tết luôn. Lấy cái ghế vô ngồi vô con cho ngồi đó ăn. Món khăn lên nhà đây. Chiên mất rồi, không ăn gì hết. Mà ấy đưa cái chén ở trong thu ăn bắp rồi xào lên đó. Ăn đây nè. Ai biết mà đưa tao. Để nó có. Này. Nè mất rồi. Thì đây ai cho. Tao 5 kg nghe rồi nó lặn ở dưới mực nước là 2 mét là không có mấy cái đầu gà được hết. Nhiều lắm đấy, mà đỡ gì tới đây như vậy. Cái lớp này bắt ra có nhiều đó, cái cầu thao đời ơi bữa
nhìn thấy bà ngồi bà chờ đợi anh về vậy nè. Ở đây còn